À, chào các bạn, thì trong phần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn ký tự và mạng ký tự. Thì trước hết mình muốn nói ký tự là gì, thì tất cả những cái giá trị sau ta gọi là ký tự. Vậy để cách để khai báo một ký tự trong ngôn ngữ C là gì, thì đây mình đã chuẩn bị một cái biến character dấu hỏi. Thì với integer thì cần phải các bạn là dùng integer ở đây đúng không? Thì nếu mà nó là ký tự thì bạn để chữ character ở đây và đặt dấu bằng, thì dấu một phẩy ở đây và đặt cái ký tự các bạn muốn gán vào. Thì ở đây khi các bạn muốn in ra, các bạn ghi phần trăm c và các bạn đặt cái giá trị ở đây thì nó sẽ thay thế cái phần trăm c bằng cái dấu hỏi. Bây giờ các bạn xem nhé, thì đây nó đã in ra được dấu hỏi. Bây giờ mình thử in ra một cái ký tự khác, đó là một cái ký tự đặc biệt. Thì các bạn xem thử là ký tự đặc biệt nó là gì và in ra làm sao. Thì mình đã chuẩn bị xong ký tự đặc biệt. Thì ký tự đặc biệt là ký tự dấu sẹt này. Dạ, số sẹt này nó giống dấu sẹt này. Hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn ký tự sẹt này nó rất là đặc biệt. Thì ở đây khi mình để dấu sẹt vào thì cả cái phần này nó chuyển thành màu xanh, nghĩa là nó bị lỗi rồi đó. Các bạn thấy màu vàng là cái màu chính thức cho ký tự, thì ở đây nó là màu xanh thì là lỗi rồi. Mình thử compile thì nó có lỗi không, nó báo lỗi ngay tại đây ngay. Thì mình kéo lên phần build message, mình sẽ click vào đây, mình thấy là màu đỏ là lỗi nè, missing terminal nè, nghĩa là lấy mất cái dấu này. Tại vì sao? Tại vì cái dấu sẹt này nè nó sẽ biến cái tự này thành một cái tự bình thường. Thì bây giờ mình muốn mà in ra cái tự này á thì nghĩa là mình phải đặt thêm một dấu nữa để cho nó biến nó thành chính nó ha. Nó khá là phức tạp ha. Phần này mình sẽ có một bài tập cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thông báo cho các bạn thấy là mình đã in được ký tự đặc biệt rồi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn là mạng ký tự. Thì cũng giống như trong mạng số tự nhiên hoặc là mạng số nguyên, thì nó sẽ bao gồm một cấu pháp như sau. Thì cấu trúc của nó sẽ như sau, chính là character, mạng ký tự và nó sẽ có mở ngoặc, đóng ngoặc và ghi cái số lượng phần tử vào. Sau đó thì bạn sẽ khai báo ở phía bên phải giống như là mạng số tự nhiên. Thì bạn có thể xem bài trước để hiểu vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ in cái mạng ký tự ra với phần trăm c, c và phần tử từ 0 cho tới 2. Thì bạn xem ở đây, nó sẽ in ra được là cái tự đạt ha, DAT. Tại vì ở giữa mình để dấu cái khoảng cách cho nên là nó sẽ in ra khoảng cách. Bây giờ nếu mà mình bỏ đi thì các bạn sẽ thấy một cái chữ đạt như thế này. Rồi, ok. Tuy nhiên, trong lập trình thì họ không có sử dụng cái mạng ký tự như thế này mà họ dùng như thế này. Mình chuẩn bị một cái mạng ký tự chuyên nghiệp thì nó khác gì so với cái mạng kia. Nó cũng giống như cái phần ở phía trước mình nói về cái mạng số tự nhiên. Thì khi mà mình bỏ đi cái giá trị ở đây thì cái compiler nó sẽ tự động tính bao nhiêu ký tự ở đây và nó sẽ để ở bên trong. Thì khi đó các bạn không cần phải quan tâm tới là phần tử này, phần tử này. Tại vì mảng mình rất là thường hay sử dụng theo cái cách này. Nghĩa là mình sẽ viết ra một cái đoạn chuỗi rồi mình xuất ra. Thì nếu mà mình phải tính từng cái tự thì nó rất là dài dòng, không chuyên nghiệp. Thì trong quá trình lập trình họ sử dụng cách này là chính. Tuy nhiên ở đây có một điểm nó quan trọng các bạn cần phải để ý, đó là tại vị trí cuối của cái mảng này. Vị trí cuối của cái mảng này là có một ký tự đặc biệt gọi là ký tự kết thúc chuỗi. Ký tự đó hình dáng như thế này, sẹt số 0. Đây là ký tự kết thúc chuỗi. Ký tự này khi mà một cái mảng, khi mà một cái hàm, ví dụ hàm này đi, nó xuất ra cái mảng này mà có ký tự kết thúc chuỗi, nó ngừng xuất ngay lập tức. Thì để mà chứng minh điều đó cho các bạn, mình sẽ để một cái dấu sẹt nằm ở đây. Đấy, ký tự kết thúc chuỗi ở đây. Thì bây giờ mình sẽ in ra cái mảng này nó sẽ giá trị như thế nào. Đó là mảng ký tự đạt chuyên mắc chữ nghiệp phía sau, tại vì ở đây mà đặt ký tự kết thúc chuỗi. Thì thực tế khi các bạn viết như thế này thì ký tự kết thúc chuỗi nó sẽ nằm ở đây, kể cả khi các bạn viết như sau, thì đây là một cái mảng không có ký tự nào cả, nhưng cái tên của nó mình ghi là mảng một ký tự. Tại vì sao? Tại vì ngay vị trí này nó đang có ký tự kết thúc chuỗi. Đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn để ý điểm này. Có thể khi các bạn đi làm hay là phỏng vấn, họ sẽ hỏi ký tự kết thúc chuỗi ở đây hoặc là ở đây nó là như thế nào. Và bởi vì nó là một cái mảng cho nên là mình có thể lấy ra từng phần tử của nó
Được, ví dụ như cái phần giải mã này mình lấy ra từng phần tử được cho các bạn xem. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái hàm in thì nó in ra hàm CCC nghĩa là ba ký tự, và ký tự đó mình sẽ lấy ký tự từ cái mảng chuyên nghiệp này, mình sẽ lấy ký tự số 2, số 4 và số 7 thì nó sẽ là chữ T, dấu này và chữ nào đấy thì mình sẽ chạy thử với các bạn coi. Thì ra là T gạch ngang và chữ H. Thì ở đây mình vừa chứng minh cho các bạn thì cái mảng này là một mảng ký tự, nó có thể sử dụng theo cách là phần trăm s in ra cả cái mảng cho tới khi gạch ký tự kết thúc chuỗi nha. Rồi, và có thể lấy được từng ký tự như thế này 2, 4 và 7 tùy các bạn muốn lấy như thế nào lấy, miễn nó vẫn không nằm trong cái mảng nên là được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.